Vụ xả súng xảy ra ở 3 địa điểm khác nhau vào tối ngày 17 tháng 2 theo giờ Mỹ. Khu vực xảy ra thảm kịch là Acapulco, một ngôi làng hẻo lánh có dân số chưa tới 300 người ở hạt Tết, phía bắc Mississippi. Nơi này cách thành phố Memphis của bang Tennessee khoảng 60 km về phía nam. Danh tính nghi phạm vụ xả súng mới nhất được xác định là Richard Dale Groom, 51 tuổi. Người này bị cáo buộc giết người cấp độ 1, theo lời cảnh sát trưởng Tết, ông Brad Lance. Theo đó, Groom bị cáo buộc giết vợ cũ và 5 người khác tại 3 địa điểm khác nhau tối ngày 17 tháng 2. Chính quyền nhận cuộc gọi đầu tiên từ 911 vào khoảng 11 giờ trưa. Groom tới bãi đậu xe tại một cửa hàng ở Acapulco và bắn chết một người ngồi trong xe gần đó. Sau đó nghi phạm đi vào cửa hàng, rồi rời đi và lái xe về nhà vợ cũ. Theo ông Lance, nghi phạm bắn chết vợ cũ và tấn công chồng chưa cưới của bà này. Cảnh sát đuổi theo xe tới nơi được cho là chỗ ở của y. Trên con đường nhỏ sau nhà Groom, cơ quan chức năng thấy có 2 người bị bắn chết. Sau đó, họ phát hiện thêm 2 người nữa bị bắn chết trong căn nhà gần bên. CNN dẫn lời ông Lance nói các nạn nhân nêu trên nhiều khả năng là người nhà của Groom. Groom bị bắt khi đang rời hiện trường. Trong xe của nghi phạm, cảnh sát tìm thấy một vài khẩu súng. Hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm là gì. Phía cảnh sát cho biết họ sẽ bắt đầu điều tra từ mối quan hệ giữa Groom với vợ cũ. Vụ việc gây sốc khi diễn ra tại một khu vực hẻo lánh. Bản thân cảnh sát Lance cũng thừa nhận ông chưa từng giải quyết vụ nào tương tự. Một nhân chứng tại cửa hàng ở Acapulco là tiết lộ đã suýt dùng súng bắn nghi phạm. Tuy nhiên, ông này đã quyết định không bóp cò.